thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng ta đang đi trên đường Giả Tượng. Đường Giả Tượng nằm trên địa bàn phường 9, 10 quận 8, đi từ đường Ba Bình đến đường Nguyễn Huy dài khoảng 314m, lộ giới 30m. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì đường này có từ thời Pháp thuộc, ngày 23 tháng 1 năm 1943 mang tên đường Bắc Sinh Ô Bois Rạch Xóm Củi. Ngày 19 tháng 10 năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên đường Giả Tượng. Giả Tượng là gia tướng và một trong năm mãnh tướng dưới trướng của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Giả Tượng là người có tài thuần phục và huấn luyện voi chiến. Ông là người đã chỉ huy lực lượng cường binh nhà Trần giao chiến với kỵ binh quân Nguyên ở trận Vạn Kiếp. Giả Tượng đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Nguyên Mông, đời Trần. Ông cùng với Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lô là năm thuộc hạ tài giỏi và trung thành của Hưng Đạo Vương. Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, ông đóng góp đắc lực, tận tình bảo vệ chủ tướng. Chính ông và Yết Kiêu có công lớn trong trận bắt sống Toa Đô. Ông nổi tiếng là một tướng dũng cảm tài giỏi dưới trướng của Trần Hưng Đạo.